Chương 25, quá khứ. Rốt cuộc chúng ta vẫn không thể nào quay trở về quá khứ, Kigo Higashino. Đứa bé cung linh kia trở về rồi sao? Thời điểm Thẩm Nhược bưng cháo nóng hôi hổi đặt lên bàn, Hồng Tuyến đang mệt mỏi bò dậy từ sofa. Bụng cô thiếu nghị lực mà kêu lên một tiếng. Cô ngồi vào bàn, không nói hai lời, liền bắt đầu ăn. Chuyện ngày hôm qua, Thẩm Nhược không giải thích, cô cũng không định hỏi nhiều. Thật ra, cô còn muốn cảm ơn người phụ nữ bí ẩn kia, nếu không, ai biết được khi đó cô cùng anh sẽ làm tới mức nào. Nhớ đến cái hôn trúc trắc của anh ngày hôm qua, tim cô đập thình thịch tới bất an, ngụm cháo sặc trong cổ họng, làm cô thiếu chút nữa, hít thở không thông. Sao lại giống như liệt phụ nữ tiết thế này? Tôi đã nếm được miếng ngon ngọt nào đâu? Thẩm Nhược nhìn bộ dạng xa cách của Hồng Tuyến, vẻ mặt bất mãn. Em đã nghĩ tới việc này chưa? Anh thoáng trầm mặt, anh không nhịn được, tìm đề tài bắt chuyện với cô, tay bóc quả trứng gà luộc. Nếu bà của Cung Linh đối xử không tốt với con bé, em định làm thế nào? Thái độ không tồi. Hồng Tuyến nhìn quả trứng Thẩm Nhược đưa tới, hơi vừa lòng. Cô làm bộ không để ý, cầm lấy quả trứng cắn một miếng. Đương nhiên có nghĩ tới một tên đàn ông vứt bỏ vợ mình. Anh thật sự cho rằng tôi ôm hy vọng với anh ta sao? Thẩm Nhược cười khẽ. Em sao lại không tin tưởng vào ba cung linh như vậy? Nói không chừng. Stop! Cô đưa tay tránh trước mặt anh, cười khinh bỉ. Không phải tôi không tin vào ba của cung linh, mà là không tin vào đàn ông mấy người. Thẩm Nhược không vui lắc đầu, song cũng không lên tiếng phản bác. Hồng Tuyến bưng chén cháo lên, uống một hơi, vỗ vỗ tay, mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Mặc kệ thế nào, tôi cảm thấy một gia đình mới, đặc biệt là tiểu tam nhận nuôi con gái của chính thất, không phải là chuyện dễ dàng gì, cho nên tôi đã có sẵn kế hoạch trong đầu. Ánh mắt Thẩm Nhược hiện lên tia hứng thú, đợi cô nói tiếp. Cô cũng không làm ra vẻ bí mật, cười cười nói, Keigo Higashino có một tiểu thuyết. Biệt thự hai tầng trước mặt vô cùng to lớn, hoa cỏ cắt tỉa gọn gàng, trồng thành hàng trong vườn, nổi bật lên một chiếc xe thể thao màu đỏ rực. Một gạch một ngói, một hoa một cỏ, tất cả đều đang kêu gào, tiền tiền tiền. Hồng Tuyến ngồi trong xe đời cũ của Thẩm Nhược, không khỏi bĩu môi. Không biết cô phải giải quyết bao nhiêu vụ án cho người khuất mới có thể sắm nổi căn nhà như vậy. Tưởng tượng đến chuyện đó, cô đối với ba cung linh, cung vĩ càng không có hảo cảm. Ả đàn bà kia đối xử với Linh Linh không tốt. Thái Mỹ Thư ngồi ở ghế phụ, khóc sướt mướt, bả vai run run. Anh ta đã có một đứa con trai, tôi rất lo lắng cho Linh Linh. Về sau con bé ở cung gia phải như thế nào đây? Hồng Tuyến hút thuốc, bực bội nhả ra một tầng khói. Đến khi Thái Mỹ Thư chỉ còn nấc vài cái, thuốc của cô cũng vừa tàn. Cô đem đầu lọc tàn ném vào bồn hoa ở cung gia, rồi xoay đầu nhìn Thái Mỹ Thư. Mỹ Thư, không phải chị nói muốn người khác biết chị vẫn tồn tại hay sao? Nước mắt trên mặt Thái Mỹ Thư vẫn còn đọng lại, vẻ mặt đầy khó hiểu. Hồng Tuyến tháo dây an toàn, cúi đầu nói, tôi không có cách nào để nói với những người chị yêu rằng chị vẫn tồn tại trên cõi đời này. Nhưng đối với những người chị hận thì tôi có thể. Lại ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lấp lánh. Thái Mỹ Thư đột nhiên vô cùng muốn biết Hồng Tuyến đang nghĩ gì. Mẹ, con đi ra ngoài một chuyến. Đem ví tiền nhét vào túi, cô cầm lấy chìa khóa đi đến huyền quan đổi giày. Mỹ Thư, trời đã tối như vậy rồi, ngày mai hẳn đi. Bà lão đuổi tới, mặt đầy lo lắng.
Đến siêu thị phải băng qua một đường lớn, ban đêm đường rất tối, không có đèn giao thông, còn đã từng xảy ra vô số tai nạn. Cô cười cười, khăng khăng mở cửa. Con về nhà muộn, Linh Linh thi đạt hạng 3. Con đã đáp ứng sẽ mua váy mới cho con bé. Con về liền ấy mà, mẹ trông Linh Linh ngủ giúp con nhé. Cánh cửa nhẹ nhàng theo sau lưng cô mà khép lại. Cô dừng bước, ngoảnh đầu nhìn thoáng qua phòng con gái. Khóe miệng lộ ra nụ cười sáng lạn. Khóe mắt Thái Mỹ Thư hơi ướt. Có lẽ lúc đó cô đã đoán được rằng mình không thể nào quay trở lại, nên mới vô thức hướng tầm mắt về căn phòng của con gái. Thời điểm xe ô tô cán qua người, cô không cảm nhận được chút đau đớn nào. Đột nhiên như vậy, cô chỉ ngơ ngác đứng đằng xa, nhìn da thịt đẫm máu dưới bánh xe, bên chân là váy công chúa màu hồng nhạt. Cô mơ hồ ngồi xổm xuống nhặt nó lên, ngón tay lại vô tình mà xuyên qua. Trong mắt cô tràn ngập một mảnh đau xót. Cô đã chết, thực sự đã chết. Tiếng còi từ xe cảnh sát in ỏi bên tai cô, đầu như nứt toát. Cô bỗng nhớ tới Cung Linh, con bé còn nhỏ như thế, yếu ớt như thế, mình không còn nữa, con bé phải biết sống thế nào đây? Đáng tiếc, bộ váy đẹp như vậy, mua cho con gái sao? Thanh âm trầm thấp vang lên, cô chậm rãi ngẩng đầu. Một người đàn ông, tóc bù xù, ánh mắt lạnh nhạt, không nhìn ra chút dáng vẻ đồng tình, tiếc nuối gì trên khuôn mặt anh ta. Anh ngồi xuống, nhặt váy lên, cẩn thận mà đánh giá. Anh có thể nhìn thấy tôi? Người đàn ông trước mắt cười, ngẩng đầu lên, cười cười. Tôi không chỉ có thể nhìn thấy cô, mà còn có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện dang dở. Ánh mắt cô cứng lại, cười thảm. Đây là ân huệ duy nhất mà ông trời dành cho tôi đấy ư? Anh là ai? Tại sao lại giúp tôi? Người đàn ông đưa cho cô một món đồ, cười thần bí. Tôi là người trung gian của cô, Thẩm Nhược, chào mừng gia nhập vòng hoa cúc. Thái Mỹ Thư lẳng lặng nghe Hồng Tuyến nói xong, trong lòng thông suốt, trên mặt không khỏi hiện lên nét cười. Người phụ nữ này quả nhiên không tầm thường. Mỹ Thư, nếu chỉ có thể tìm tới chỗ tôi, vậy hẳn là chị đã nghe qua vòng hoa cúc đúng không? Hồng Tuyến dẫn Thái Mỹ Thư đến biệt thự. Thái Mỹ Thư hơi sửng sốt, vội vàng trả lời. Đúng vậy, là Thẩm Nhược nói cho tôi biết. Đại khái là một giao dịch, anh ta đưa tôi đến chỗ cô, còn tôi đồng ý gia nhập vòng hoa cúc. Vậy cô còn biết cái gì? Tôi đang nói tới vòng hoa cúc, bất cứ chuyện gì cũng được. Hồng Tuyến tiểu thư không phải người của bọn họ ư? Thái Mỹ Thư có chút ngoài ý muốn hỏi ngược lại cô. Tôi còn tưởng mọi người đều thuộc tổ chức vòng hoa cúc gì chứ. Trong lòng Hồng Tuyến lột bột một tiếng, hiển nhiên không giống như Dương Nhất Bát cùng Lục Minh. Thái Mỹ Thư biết gì đó, cô liền hỏi, tổ chức. Thái Mỹ Thư dừng lại trước cửa biệt thự. Đúng vậy, Thẩm tiên sinh giống như là người liên lạc, hình như có ai đó cấp cao hơn anh ấy. Tôi từng đi theo anh ấy tới một nhà thờ, ngay dưới chân núi, cách nơi này không xa. Có một nhà thờ theo phong cách Trung cổ. Anh ấy dẫn tôi tới đó một lần, đi gặp ai đó, nhưng không cho tôi vào, cho nên tôi cũng không rõ lắm. Hồng Tuyến trầm ngâm, nhà thờ dưới chân núi, xem ra mọi chuyện ngày càng thú vị rồi. Cô không khỏi cong cong khóe miệng, đem tầm mắt hướng trở về cánh cửa biệt thự trước mặt, dừng lại một chút, rồi giơ tay ấn chuông. Chuông vang lên hai tiếng, bên trong có người ra mở cửa, là một phụ nữ trung niên, có vẻ là giúp việc của cung gia. Nghe thấy cô đến thăm Cung Linh, bà liền mở cửa cho cô vào. Ba của Cung Linh đã ngoài 40 tuổi, trên mắt đeo kính gọng vàng văn nhã,
ẩn sau là đôi mắt thương nhân vô cùng tinh tường. Tuy rằng không hề trẻ tuổi, nhưng vẫn nhìn ra được anh ta hẳn được vô số phụ nữ ái mộ lúc còn trẻ. Ngay cả Hồng Tuyến cũng không thể không thừa nhận anh ta chính là mẫu hình của cô, hào hoa phong nhã, rồi lại tựa như một con rồng ngạo nghễ. Thật ra cô không cần phải tới, Cung Linh là con gái của tôi tự khắc sẽ chăm sóc tốt cho nó. Cung Vĩ buông một câu đơn giản ngắn gọn, biểu lộ thái độ rằng không hy vọng Hồng Tuyến sẽ nhúng tay vào chuyện của Cung gia nữa. Hồng Tuyến cười cười, thoáng nhìn qua Thái Mỹ Thư đang ở bên cạnh, nói: tôi chỉ muốn tới xem con bé, Cung Linh đâu. Cung Vĩ trầm mặc trong chốc lát, rồi giơ tay chỉ lên lầu. Hồng Tuyến hơi gật đầu, nhanh chóng theo hướng đó đi lên. Còn chưa bước tới cửa phòng Cung Linh, đã nghe thấy một trận ầm ĩ. Đây là bảo kiếm của cháu, mau trả lại cho cháu, là thanh âm giận dữ của Cung Linh. Hồng Tuyến còn chưa kịp phản ứng, Thái Mỹ Thư đã nhanh chóng đi tới. Cô là người xấu, mẹ cháu nói cô tới cướp đồ vật với cháu, cô là đồ tồi tệ. Giọng của Cung Linh mềm mại ngọt ngào, thế nhưng lời nói ra thật khiến người khác tức giận khó nhịn. Ngay cả đối với người trưởng thành như Hồng Tuyến, con bé còn nhỏ như vậy đương nhiên không hiểu hết những gì mình đang nói. Mà người có thể dạy cho bé những lời này chỉ có thể là người vợ hiện tại của Cung Vĩ, Cố Y Y. Theo lời Thái Mỹ Thư, Cố Y Y vốn là thư ký của Cung Vĩ. Ngày thường xử lý mấy việc vặt vãnh trong văn phòng, cô ta vừa trẻ vừa xinh đẹp, lại em hiểu đàn ông, trong nửa năm ngắn ngủi đã cùng ông chủ tư thông với nhau. Lúc ấy, Thái Mỹ Thư tức giận khủng khiếp, lập tức liền có ý định ly hôn. Chỉ là ngay thời điểm đó, cô mang thai, vì đứa nhỏ trong bụng, cô nhịn. Vốn cho rằng sau khi hạ sinh xong, Cung Vĩ sẽ nhận ra và gánh vác trách nhiệm gia đình, chặt đứt đám oanh oanh yến yến bên ngoài. Thế nhưng, đến khi Cung Linh được 1 tuổi, anh ta vẫn cùng Cố Y Y duy trì quan hệ tình nhân. Thái Mỹ Thư nản lòng nhụt chí, đành mang con gái rời đi. Con người ai cũng có lòng yêu cái đẹp, thế nhưng khi nhìn thấy Cố Y Y, Hồng Tuyến không nhịn được mà huýt sáo trong lòng 1 tiếng. Nữ nhân 30 tuổi trước mắt, mặt trứng ngỗng, eo con kiến, không khỏi làm cô hơi hơi hâm mộ. Cố Y Y lúc này đang ôm đứa con bảo bối cung khắc của mình trên tay, lạnh mặt với Cung Linh, mặc cho Thái Mỹ Thư một bên tức giận chửi rủa. Cố tiểu thư, sao vậy? Cung Linh vẫn còn nhỏ, hà tất gì phải chấp nhất với một đứa bé như vậy? Hồng Tuyến cười cười bước qua, Cung Linh vừa thấy cô, nháy mắt liền vui vẻ, tựa như nhìn thấy vị cứu tinh, liền lập tức nhào tới. Sắc mặt Cố Y Y trắng nhợt, ả phụ nữ này ngoài mặt vờ việc cung cung kính kính mình, thế nhưng lại gọi mình là tiểu thư. Cô được Cung Vĩ cưới hỏi đàng hoàng, vậy mà vẫn không gánh nổi 1 tiếng cung phu nhân ư? Cô là ai? Cố Y Y tức giận hỏi. Hồng Tuyến không để ý tới cô ta, ngồi xổm xuống véo véo hai má Cung Linh. Cung Linh, có chuyện gì? Cung Linh gắt gao ôm lấy bảo kiếm, nhìn Cố Y Y trầm mặc không đáp. Cố Y Y liếc mắt nhìn Hồng Tuyến một cái, rồi ôm đứa con trai đang khóc sướt mướt trong lòng mình rời đi. Không cần đồ vật của con bé, chỉ là một thanh kiếm mà thôi, để mẹ mua cho con. Cố Y Y vừa đi, Cung Linh liền chui ngay vào lòng ngực Hồng Tuyến. Chị, em không muốn ở đây nữa, em muốn về nhà. Cô cười cười, an ủi con bé. Linh Linh, đã đáp ứng mẹ rồi mà, quên rồi sao? Hồng Tuyến bế Cung Linh lên, thầm thì vào tai em mấy lời, rồi nhẹ nhàng ôm em đến chỗ cầu thang, đặt em xuống, cưng chiều vỗ đầu. Lời chị dặn,
Em đã nhớ kỹ chưa? Chương 26, nhà thờ. Cố Y Y nhìn bé gái ngồi an tĩnh trên bàn cơm, sắc mặt khó coi vô cùng. Cô ta từ một trợ lý nhỏ, vất vả lắm mới bò lên được chức vị như bây giờ. Không nghĩ tới ả đàn bà kia chết rồi, cũng vứt lại phiền toái. Trong mắt Cố Y Y chứa đầy căm ghét, hận không thể đuổi đứa bé gái này ra khỏi nhà. Muốn cô ta nuôi con gái của ả đàn bà kia, không có cửa đâu. Cung Vĩ hơi ngẩng đầu, bất mãn nhìn qua vợ mình, môi giật giật, xong cũng không nói gì, duỗi tay lấy tờ báo. Đã nói bao nhiêu lần, lúc ăn cơm không được đọc báo, mãi vẫn không biết sửa. Thanh âm non nớt của Cung Linh chứa tia giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn thành một đống. Tay Cung Vĩ ngừng lại, môi mấp máy, yết hầu khẽ động. Những lời này, trong mắt hắn ta, xẹt qua một tia hốt hoảng, lạnh mặt nhìn về phía Cung Linh. Thần sắc, ngữ khí, tư thái này, cùng với vợ trước đã chết của hắn, giống nhau y đúc. Người phụ nữ đó, thời điểm chưa ly hôn, Thái Mỹ Thư cũng thường vì chuyện này mà cãi nhau với hắn. Cùng Vĩ nghĩ tới đó, đột nhiên thấy sởn tóc gáy, hắn hoang mang đứng dậy. Thân thể con không tốt, không phải đã nói không cho ăn những thứ này rồi hay sao? Cung Linh tức giận vỗ bàn, đẩy bát vào giữa bàn. Cùng Vĩ kêu lên một tiếng, sợ hãi, rồi ngã ra mặt sàn. Hắn nhớ lại, một năm sau khi sinh Cung Linh, Thái Mỹ Thư trở lại làm việc. Chuyện chăm con đôi lúc là do hắn đảm nhiệm. Để thuận tiện, hắn nhờ bảo mẫu mua bún bột kẹo bên ngoài về cho con ăn. Vì chuyện đó, Thái Mỹ Thư không ngừng xung đột, gây gổ với hắn. Những chuyện này, Cung Linh không có khả năng biết được. Thái Mỹ Thư mà hắn biết, lòng tự tôn rất cao, hắn sẽ không nói chuyện của hắn với con. Quá khứ giữa bọn họ rõ ràng chỉ có Mỹ Thư. Không, không có khả năng. Cô ta rõ ràng đã chết. Trừ phi cô ta biến thành ma quỷ, nghe nói trẻ nhỏ có thể thông linh. Anh Vĩ, anh có sao không? Cố Y Y chấn động, vội đỡ Cung Vĩ, toàn thân đầy mồ hôi lạnh ngồi dậy, rồi trừng mắt với Cung Linh đang ngồi an tĩnh trên ghế. Nha đầu chết tiệt kia, nói bậy bạ gì đó, mày tin tao đem mày về nhà bà ngoại không? Cung Linh từ trên ghế nhảy xuống. Cô rõ ràng là một cô gái trẻ đẹp, hà tất gì phải làm chuyện phá tan hạnh phúc gia đình người khác thế này. Lần này đến phiên Cố Y Y hốt hoảng, lời này tuyệt đối không phải lời mà một đứa trẻ chưa tới 10 tuổi nói ra. Càng làm cho cô ta sợ hãi chính là những lời này vì cái gì lại quen thuộc đến như vậy. Cố Y Y đột nhiên nhớ ra, một ngày mưa vào 5 năm trước, trời tối đen mịt mù, không khí bốc lên mùi khiến người ta buồn nôn. Người phụ nữ ngồi đối diện cô ta tao nhã nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói ra những lời này. Là mẹ mày nói cho mày đúng không? Đúng hay không? Cố Y Y cảm thấy da đầu buốt lên từng cơn tê dại. Bí mật đáng lẽ ra chỉ có cô ta cùng Thái Mỹ Thư biết, bây giờ bị một đứa trẻ nói ra, khiếp vía trong lòng khiến cô ta cơ hồ muốn ngã quỵ. Các người phải đối đãi với Linh Linh cho tốt, bằng không, hắc hắc. Cung Linh đột nhiên cười dữ tợn, tiếng cười khèn khèn, Cung Khắc bỗng nhiên khóc lớn. Keigo Higashino có một quyển sách tên là Người vợ chết ngoài ý muốn. Từ đó về sau, con gái bỗng thay đổi, nhất cử nhất động đều giống y hệt như mẹ mình. Tuy rằng nội dung sách cùng tình huống của Thái Mỹ Thư khác nhau một trời một vực, nhưng Hồng Tuyến vẫn tìm được nguồn cảm hứng từ đó.
Muốn sinh hoạt của cung linh ở nhà khá lên, phải khiến người nhà em hiểu rằng một khi đối xử với em không tốt, liền sẽ bị báo ứng. Loại chuyện báo ứng này đối với một đôi cẩu nam cẩu nữ giấu giấu giếm giếm làm việc trái lương tâm đương nhiên sẽ là một nỗi khiếp sợ. Thời điểm Tô Hồng Tuyến mơ màng tỉnh giấc, liền thấy Tô Dã đang đứng ở cửa phòng, ánh mắt nhìn cô mang ý vị dò xét. Cô xoa xoa đôi mắt còn ngái ngủ, sao vậy, tìm chị có việc? Tô Dã ngượng ngùng gãi đầu. Kéo Hồng Tuyến còn đang muốn tiếp tục làm bạn với giường ngủ ra phòng khách. Hồng Tuyến, em cảm thấy chị nên đi khám bác sĩ. Trong mắt Tô Dã tràn ngập nghiêm túc, không hề giống với nói giỡn. Hồng Tuyến hơi ngừng lại, cũng đúng, tới ma quỷ mà cô còn nhìn thấy, quả thật nên đi khám bác sĩ. Chị đừng vô tâm như vậy. Đây cũng không phải chuyện nhỏ. Cậu nóng nảy ngồi xổm trước mặt cô, nghiêm túc mở miệng. Chị chưa kết hôn mà mang thai là một chuyện lớn, dù sao chị cũng phải. Hồng Tuyến vừa nghe đến 6 chữ chưa kết hôn mà mang thai, lập tức giống như con mèo xù lông, cọ mình đứng dậy, đẩy ngã Tô Dã. Ai chưa kết hôn mà mang thai? Cậu nói cho rõ. Cậu có thai à? Tô Dã mặt đầy ủy khuất, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chị, từ góc độ sinh học mà nói, chuyện đó là không thể nào. Cút. Hồng Tuyến đưa tay chỉ ra cửa. Trong vòng 3 giây, Tô Dã tốt nhất nên cuốn gói lẹ đi. Cậu bò lên từ mặt đất là Thẩm Nhược. Anh ấy nói chị mang thai, nói em không được quấy rầy chị. Em đã tìm được phòng ở bên ngoài, không làm phiền chị nữa. Chị nhớ dưỡng tốt thân thể. Thẩm Nhược đúng lúc xuất hiện trước cửa nhà Hồng Tuyến. Thấy ánh mắt đầy lực sát thương của cô phóng tới, mồ hôi lạnh của anh cũng lã tã chảy xuống. Mau nói sự thật cho bà đây. Cô rống lên một câu với Tô Dã, sau đó kéo Thẩm Nhược vào phòng ngủ, đóng sầm cửa. Tôi sẽ nói thật. Thẩm Nhược nhìn biểu tình của Hồng Tuyến, cảm thấy mình nên thẳng thắn để nhận khoan hồng. Anh dành lời nói trước khi cô nổi bão. Sự tình ở hẻm nhỏ lần trước của chúng ta đã bị Tô Dã nhìn thấy, nhưng mà tiểu tử đó chỉ nhìn thấy mở đầu mà bỏ lỡ kết cục, cho nên nghĩ chúng ta là cái kia. Em hiểu mà. Bà đây không hiểu đó, được chưa? Hồng Tuyến trợn mắt khinh thường. Khoan đã, cho dù Tô Dã có suy nghĩ nhiều, nhưng chuyện mang thai là thế nào? Được rồi. Nhìn thấy vẻ không hài lòng trong mắt cô, Thẩm Nhược cười cười tiến tới gần. Hồng Tuyến, không biết em có bao giờ nghĩ tới hay không rằng tên gia hỏa Tô Dã kia thực sự phiền phức. Kỳ thật tôi cũng có thể chăm sóc em, cho nên anh nói dối rằng tôi chưa kết hôn mà mang thai cốt chỉ để đuổi Tô Dã đi. Sau đó không biết xấu hổ mà dọn vào ở. Cô mở lớn hai mắt. Ánh mắt Thẩm Nhược hơi lóe lên rồi bất đắc dĩ nhún vai. Đây chính là ngầm thừa nhận. Não anh uống nước hả? Hồng Tuyến vỗ một phát vào bờ mông rắn chắc của anh. Đến lúc đó tôi đào đâu ra một đứa con đây? Nụ cười của Thẩm Nhược càng thêm vẻ kiêu ngạo đắc ý. Hồng Tuyến, em nên nhớ, em là một người phụ nữ trưởng thành khỏe mạnh, khả năng sinh dục bình thường. Ý tôi là chúng ta bây giờ tạo một đứa cũng chưa muộn đâu. Anh vừa nói vừa đẩy cô ngã xuống giường. Dáng người Hồng Tuyến nhỏ nhắn bị anh đột ngột đẩy, lập tức liền ngã nhoài người. Hồng Tuyến, hiện tại không ai quấy rầy chúng ta có thể đem chuyện dang dở ngày hôm đó làm cho xong. Đè trên người cô, Thẩm Nhược cười ái muội, tay bắt đầu không an phận
đặt lên ngực cô. Hồng Tuyến giật giật khóe miệng. Không, có người. Không đúng, có quỷ. Chỗ cửa phòng, Thái Mỹ Thư đỏ mặt nhìn hai người dây dưa. Thẩm Nhược liếc mắt nhìn Thái Mỹ Thư, trong lòng hung hăng mắng một câu. Âm hồn bất tán, uể oải đứng dậy rời đi. Hồng Tuyến xấu hổ, sửa sang lại đầu tóc. Đúng vậy, cô có cảm giác như bị bắt gian tại trận. Không hiểu sao, lại thấy chột dạ. Mà hơn nữa, người bắt gian cô còn không phải là người. Hồng Tuyến tiểu thư, tôi tới để nói lời từ biệt. Thái Mỹ Thư ngượng ngùng, khom lưng. Một tuần sau, kể từ lúc Hồng Tuyến rời khỏi cung gia, người nhà bọn họ không còn làm khó dễ cung linh nữa, còn đến chùa miếu cúng bái Phật tổ, đem cung linh thành công chúa nhỏ mà đối đãi. Rốt cuộc, ai cũng không dám đắc tội với mấy chuyện tâm linh ma quỷ. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả báu vật trong nhà cung khác cũng bị chiếm hết nổi bật. Cảm ơn cô, Hồng Tuyến. Thái Mỹ Thư rời khỏi tiểu khu nhà Hồng Tuyến, trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Cảm ơn cô đã giúp tôi yên tâm rời đi. Hồng Tuyến cúi đầu, chỉnh camera trên tay, đáp. Chị yên tâm, về sau tôi sẽ ghé thăm cung linh thường xuyên. Thật xin lỗi, vốn định để chị và con gái chụp cùng. Bây giờ chỉ có hai chúng ta. Trạng vạng hôm nay, Hồng Tuyến đi theo sau Thái Mỹ Thư đến nhà thờ dưới chân núi Lịch Sơn. Hồng Tuyến là người thành phố A, cũng đã từng đi qua chỗ này, nhưng cô không hề biết có một nhà thờ ở đó. Tra trên mạng cũng không ra thông tin gì, có lẽ phải tới tận nơi mới có thể biết được. Bí mật đã ám ảnh cô bấy lâu nay, vòng hoa cúc. Trời lâm râm mưa, Lịch Sơn ở phía xa, mơ hồ khó phân biệt. Hầu hết mọi chuyện đều có điềm báo từ trước. Tim Hồng Tuyến bỗng dưng nhảy dựng một cái. Cô lái xe vào đường núi, cách đó 50 mét. Một chiếc xe màu đen chậm rãi khởi động sau lưng cô. Chương 27, bắt cóc. Thời điểm xuống xe, Hồng Tuyến nhận được cuộc gọi từ Tô Dã. Trời đột nhiên đổ mưa to. Cô một bên kẹp điện thoại trên vai nghe, một bên lục tìm chiếc dù màu đỏ cũ nát trong xe. Tô Dã cao hứng nói rằng mình đã hầm một nồi canh gà, cô về nhà mau chút. Hồng Tuyến qua loa lấy lý do, đem giọng nói oán giận của cậu cướp ở đầu kia điện thoại. Đường núi lầy lội, hơi khó đi. Cô đi được một lát, giữa phủ bão trước mặt bỗng xuất hiện một nhà thờ màu trắng. Nhà thờ này có vẻ đã cũ, trang hoàng theo phong cách phương Tây thời Trung Cổ. Gần đây ngoài nghĩa trang ra thì không có tòa kiến trúc nào khác. Có lẽ đây chính là cái mà Thái Mỹ Thư nhắc tới. Nhưng vì sao Thẩm Nhược lại tới đây? Cửa nhà thờ đóng kín, nghe kỹ liền thấy bên trong có âm thanh nhèn nhẹt. Hồng Tuyến đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào. Nhà thờ này so với tưởng tượng của cô cũng không khác là bao. Không gian cầu nguyện rất yên tĩnh. Có người đang đứng dưới tượng đóng đinh Chúa Giê-xu trên thánh giá. Nghe được tiếng cô đẩy cửa, người nọ chậm rãi quay lại. Vị tiểu thư này hôm nay không phải chủ nhật. Thanh âm ôn hòa thoáng làm dịu đi tia cảnh giác trong đầu Hồng Tuyến. Tôi biết. Cô bước tới. Người nọ là linh mục, trước ngực đeo thánh giá, ăn mặc tinh tế, trên người có mùi hương dễ chịu. Nhưng tôi thấy ông đang cầu nguyện. Linh mục cười cười, quay đầu. Đúng vậy, tôi đang cầu nguyện. Người biết nhà thờ này cũng không nhiều. Tiểu thư, cô làm sao tìm được nơi đây? Hồng Tuyến suy tư. Tôi đang đi ngang qua chỗ này, trời đổ mưa, cho nên vào trú mưa một lát. Trời sắp tối rồi, thưa tiểu thư. Vị linh mục cười thần bí.
Mưa trên núi tới nhanh, tạnh nhanh, tiểu thư vẫn nên trở về sớm đi. Hồng Tuyến thấy ông khéo léo hạ lệnh đuổi khách, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cô liếc mắt nhìn xung quanh nhà thờ, sau đó mới rời đi. Nhà thờ này tuy bên ngoài cũ kỹ, bên trong vẫn trang hoàng vô cùng tráng lệ. Một nhà thờ ít người biết như thế này có thể hoạt động thế nào được. Cô có thể đặt cược rằng các tín đồ của nhà thờ hẳn không vượt quá một bàn tay. Nếu không, một phóng viên như cô, từ nhỏ sinh sống ở đây, sao lại chưa từng nghe qua có một nhà thờ như thế này tồn tại. Quan trọng hơn nữa, muốn duy trì một nhà thờ cần phải có tiền. Số tiền đó từ đâu ra? Hồng Tuyến mang một bụng hoài nghi rời khỏi nhà thờ. Trời đã sẫm tối, muốn đi đến bãi đỗ xe phải đi bộ qua nghĩa trang. Lúc tới đây cô đã thấy hơi sợ sợ, nhưng cảm giác lúc đó không giống hiện tại. Tim cô đập thình thịch theo từng hạt mưa rơi đột trên lá cây. Được rồi, có lẽ là cô tuy đã thấy ma rồi, nhưng hẳn vẫn chưa quen, cho nên vẫn còn thấy sợ hãi. Trong lòng cô hung hăng tát mình mấy cái. Hồng Tuyến, thanh âm vang lên đột ngột, cô dừng bước chân. Thanh âm này có phần quen tai, cô tin chắc mình đã nghe ở đâu đó. Hồng Tuyến, tôi là Lục Minh đây. Người đàn ông bước ra từ đằng sau, nhìn thấy Hồng Tuyến, biểu tình hưng phấn không thôi. Lục Minh, đó chẳng phải là hồn ma đầu tiên mà cô thấy hay sao? Thật là có duyên mà. Lục Minh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, bộ dáng hoàn toàn khác so với lúc trước. Trong lòng Hồng Tuyến nhảy dựng. Anh sao vẫn còn ở nhân gian, không cần phải chuyển kiếp đầu thai à? Mặt anh lộ vẻ thống khổ. Hồng Tuyến, cô mau cứu tôi đi, tôi bị bọn họ nhốt ở đây. Tôi nói cho cô biết, vòng hoa cúc thực chất là... Lời kế đó của Lục Minh, cô không nghe được một chút nào, chỉ cảm thấy gáy của mình bị người khác hung hăng dùng gậy gỗ đập vào, vô cùng đau đớn, lập tức liền bất tỉnh, ngã một đường thẳng tắp xuống mặt đất ẩm ướt. Hồng Tuyến bị ánh nắng chói mắt bên ngoài cửa sổ đánh thức, không biết cô đã ngủ bao lâu. Tất cả đồ vật trên người đều bị lấy đi, cửa phòng khóa chặt, dưới cửa sổ có đặt hàng rào nhọn. Cô lúc này mới nhận thức được rằng mình đã bị bắt nhốt. Cô thử đẩy cửa, sau đó chán nản quay trở về ghế ngồi. Cô xem cô kìa, canh gà ngon không uống lại chạy đến đây chịu tội làm gì? Cô tự thì thầm, vỗ mặt. Này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nữ, làm Hồng Tuyến hơi giật mình. Cô mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, tóc dài chấm eo xuyên qua bức tường mà vào phòng. Nhìn cô cười tươi rói. Rồi xong, cô lại gặp ma giữa ban ngày. Nhưng dù sao có người, à không, có ma mới phải, cũng đã tốt rồi. Tuy là không cứu cô ra được, cũng không thể ôm cô an ủi, nhưng ít ra cũng còn có thể ngồi lại cùng tâm sự chuyện đất trời. Tôi có thể giúp chị chạy thoát. Nữ quỷ ngọt ngào cười, bay lơ lửng trong phòng. Thoát, cô giúp tôi thế nào được? Cô có thể chạm vào tôi sao? Hay có thể mở cửa phòng, giúp tôi quang minh chính đại rời khỏi? Phỏng chừng nữ quỷ này tuổi vẫn chưa quá 18. Hồng Tuyến thương hại nhìn cô nhóc bay qua bay lại trên đầu mình. Được rồi, bổn cô nương không chạm được vào chị thật. Nữ quỷ lặng lẽ đứng trước mặt cô. Bất quá, tôi có thể giúp chị đi cầu xin chị Tiêu Nhã. Tiêu Nhã? Hồng Tuyến nhíu mày, chẳng lẽ là người đã khiến cô bị thương? Hồng Tuyến quyết định vẫn nên ngây ngốc mà ngồi lại đây. Cái ẻ khùng điên Tiêu Nhã kia đánh cô hôn mê rồi ném ở cái xó xỉnh này, sao có thể vì người khác cầu xin mà buông tha cho cô được? Chị có thể thấy tôi, vậy nhất định bên cạnh chị cũng có một người có khả năng đó.
có phải không? Hồng Tuyến sửng sốt, theo bản năng hỏi lại. Thẩm Nhược, nữ quỷ trước mắt hoảng loạn, sợ hãi kêu lên một tiếng. Thẩm Nhược, chỉ biết anh Thẩm Nhược. Bị sự ồn ào của nữ quỷ làm phiền, Hồng Tuyến có hơi cạn lời. Thì sao, Thẩm Nhược thì có vấn đề gì? Nữ quỷ vỗ vỗ ngực, vậy thì chết chắc, bổn cô nương không giúp được chị rồi. Thẩm Nhược không phải là bạn trai chị Tiêu Nhã đó hay sao? Chị ấy phỏng chừng nghĩ rằng chị chen vào giữa bọn họ, cho nên mới đem chị tới đây. Hồng Tuyến bỗng thấy hơi chóng mặt. Cô nhớ tới buổi tối hôm nọ, người phụ nữ đứng ở cuối hẻm. Ha ha, giờ thì cô bị trả thù thật rồi. Quỷ nhỏ, tôi hỏi một chút, cô có thể liên lạc với Thẩm Nhược không? Hồng Tuyến đột nhiên nhớ tới người đàn ông đã bị cô bỏ rơi được một khoảng thời gian. Nữ quỷ lắc đầu, không được, tôi không thể rời khỏi nơi này, nếu không sẽ tan thành cát bụi. Hồng Tuyến uể oải thở dài, cho nên hiện tại cô chỉ có thể chờ đợi Tiêu Nhã nỗi lòng từ bi ư. Chị cũng đừng lo lắng quá, anh Thẩm Nhược mỗi tuần đều tới đây, đợi đến lúc đó tôi sẽ nói giúp chị một tiếng. Nữ quỷ chớp mắt, có vẻ tinh nghịch. Tôi dễ bị một trận lạnh lẽo đánh thức, phát hiện không biết từ lúc nào mình ngủ quên trên mặt bàn. Một bàn đồ ăn đã sớm nguội lạnh, canh gà đóng một phán mỡ trên bề mặt. Cậu vội vàng vào phòng vệ sinh, hát nước lạnh lên mặt, sau đó đánh điện cho Hồng Tuyến. Đầu bên kia hiển thị trạng thái tắt máy. Điện thoại Hồng Tuyến đã ở trạng thái không gọi được từ 7 giờ đêm hôm qua, không rõ vì sao. Cậu nhớ rõ trong cuộc gọi cuối cùng với cô, đầu kia ồn ào, tự hồ như đang tìm kiếm gì đó. Cô nói mình đang ở bệnh viện, phần vết thương sau đầu cần kiểm tra một chút. Tuy không phải là khoa phụ sản như tôi dễ hy vọng, nhưng cậu vẫn thấy vui vẻ, tin chắc rằng bác sĩ bệnh viện sẽ khám toàn thân cho cô. Sau đó, không mấy bất ngờ mà khám phá ra bí mật nhỏ trong bụng cô. Cậu gọi điện cho Triển Vũ Hàn, nói anh ấy kiểm tra cho Hồng Tuyến cẩn thận một chút. Kết quả mới biết được, hôm nay cô hoàn toàn không đến bệnh viện. Cậu lúc này mới nóng nảy, sao lại có thể quên mất? Chị Hồng Tuyến của cậu chính là loại người nói dối không đỏ mặt. Chờ đến khi cậu gọi lại cho cô, điện thoại đã không liên lạc được. Tôi dễ, em đã nhờ bên bộ giao thông kiểm tra. 6 giờ buổi chiều, chị Hồng Tuyến lái xe ra khỏi nội thành. Camera giám sát có quay lại được. Ariel dùng thông tin từ chỗ cảnh sát tìm được hình ảnh cuối cùng của Hồng Tuyến trước khi ra khỏi thành phố, nhưng sau đó không còn bức ảnh nào nữa. Định vị di động thì sao? Tôi dễ câu mày, cậu thực sự rất lo lắng cho cô. Ngày thường cậu quen ở chỗ cảnh sát, cho nên biết được tình huống lúc này có bao nhiêu nguy hiểm. Rất lộn xộn, Ariel lắc đầu, mở sổ tay ra. 6:58, định vị thể hiện đang ở vùng ngoại ô Lịch Sơn, đại khái dừng lại nửa tiếng. 8:06, định vị ở đường Quang Hoa, cũng dừng lại một khoảng không sai biệt lắm. 9:00 lại trở về dưới nhà. Tô Dễ, chị ấy đã về lại nội thành, thậm chí còn về nhà, nhưng không hề đi lên. Dừng lại 3-4 phút gì đó, chị ấy lại rời đi. 10:07, di động định vị thể hiện đang ở ngoài quảng trường Tân Thế Kỷ, sau đó liền không di chuyển nữa. Tôi sẽ nhắm mắt lại, không có khả năng. Hồng Tuyến tuyệt đối đã xảy ra chuyện, nhưng là ở đâu? Quảng trường Tân Thế Kỷ ư? Không đúng, đó là nơi phồn hoa nhất trong thành phố. Cô tuyệt đối không thể gặp chuyện ở đó được. Còn có, vì sao cô muốn ra ngoại thành, đi núi Lịch Sơn? Chẳng lẽ cô đã bị bắt cóc trước khi lên núi? Người bắt cóc lấy xe cô đến Lịch Sơn.
Trong đầu tôi dã một mảnh hỗn loạn. Cậu cầm lấy áo khoác, một bên nhắn tin báo cho Thẩm Nhược cùng Triển Vũ Hàn, một bên ra cửa. Mới rời khỏi tiểu khu liền bắt gặp Thẩm Nhược, sắc mặt anh âm trầm, trong mắt hiện lên tơ máu, tựa hồ cả đêm không ngủ. Mà thực tế đúng là như vậy, một vài người trong bọn họ đích xác đã tìm kiếm suốt cả đêm. Có tin tức gì không? Thấy tôi giả định ra ngoài, Thẩm Nhược bước tới, cơ hồ muốn nắm cổ áo cậu. Tôi sẽ lắc đầu, hiện tại em cũng không rõ nữa. Có điều, căn cứ theo định vị trên điện thoại Hồng Tuyến, bọn em định đi qua tất cả những chỗ chị ấy từng dừng chân. Quảng trường Tân Thế Kỷ gần chỗ này nhất, chúng ta qua đó trước, sau đó lại đến đường Quang Hoa. Nếu vẫn không có tin tức, chúng ta chỉ có thể lên Lịch Sơn một chuyến. Ánh mắt Thẩm Nhược cứng đờ, đôi tay vừa mới buông lỏng lần nữa nắm chặt, cơ hồ rống lên. Lịch Sơn, cậu nói vùng ngoại ô Lịch Sơn kia. Tô Dã bị dọa sợ, ấp úng một nửa vẫn không nói được thành câu. Ariel ở một bên đẩy Thẩm Nhược ra, giải thích. Chị ấy ngày hôm qua đến Lịch Sơn, không biết làm cái gì. Làm cái gì ấy à, ha ha. Thẩm Nhược cười hai tiếng tự giễu. Anh Thẩm Nhược, yên tâm đi, chị ấy sẽ không có việc gì đâu. Chúng ta bây giờ đến quảng trường Tân Thế Kỷ đã. Thẩm Nhược hung hăng chửi một tiếng, trong mắt giống như có khói lửa đỏ rực bốc lên. Anh xoay người trở về xe, đạp chân ga, nghênh ngang rời đi. Tô Dã cùng Ariel còn đang ngẩn người, Triển Vũ Hàn chạy tới, đẩy hai người bọn họ vào xe mình, đuổi theo Thẩm Nhược. Vòng hoa cúc, ý tứ thâm sâu. Lịch Sơn, Tiêu Nhã mở cánh cửa nặng trịch ra, người bên trong đang ngủ, nghe tiếng động, liền bất mãn trở mình, tiếp tục yên giấc. Tiêu Nhã nhếch môi nhạt nhẽo, ở trong tình huống như vậy, vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh, không khóc nhéo. Không biết là do người phụ nữ này thần kinh thép hay vốn không giống người bình thường, nhưng ít ra vẫn không thể phủ nhận cô ta quả thật có chút bản lĩnh, nếu không sẽ không tìm tới nơi đây. Thẩm Nhược cũng sẽ không tìm mọi cách bảo vệ cô ta, thậm chí phải đi lại lối mòn 5 năm trước. Tiêu Nhã đi đến trước mặt Hồng Tuyến, đá chân cô. Hồng Tuyến ngủ vốn không thoải mái, bây giờ lại bị người khác đá chân, càng thêm phát hỏa. Nếu cô không tới để thả tôi đi, thì làm ơn cút giùm cho, đừng quấy rầy tôi ngủ nữa, được không? Úp sọt tiểu thư. Tiêu Nhã hơi sửng sốt, nhưng không khó chịu. Tôi thả cô đi cũng được, chỉ cần cô vĩnh viễn rời xa Thẩm Nhược. Hồng Tuyến không hề che giấu ý tứ khinh thường trong mắt. Xin lỗi nhé, trước khi Thẩm Nhược xuất hiện, bà đây chỉ là một công dân bình thường an phận sống qua ngày. Từ khi anh ta xuất hiện, tôi đến xem phim truyền hình còn không được, mỗi ngày đều phải nhìn thấy ma quỷ. Vị tiểu thư này, tôi chỉ ước mình cách xa anh ta một chút. Hồng Tuyến tiểu thư, tôi biết cô có bản lĩnh, nhưng quan hệ giữa tôi cùng Thẩm Nhược không phải cô muốn chen vào là được. Sau lưng chúng tôi có lực lượng khiến cô hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi. Hy vọng cô hiểu rõ ý của tôi. Hồng Tuyến sửa sang lại đầu tóc, sắc mặt sợ hãi, mà đúng thật cô có hơi sợ một chút. Từ trước đến nay, mấy chuyện tâm linh cô đều tin cả, càng đừng nói hiện tại cô có thể nhìn thấy ma. Vì vậy cô vội vàng nói, tiểu thư, tôi đương nhiên hiểu ý của cô. Bí mật của vòng hoa cúc không phải là thứ mà thường dân nên tò mò. Nhưng cô yên tâm, tôi không tò mò lắm đâu. Có điều cô phải biết là do Thẩm Nhược tìm tới tôi trước. Như vậy đi, cô để tôi đi du lịch 1-2 năm, thời gian đó
Cô đem Thẩm Nhược gụt chặt bên mình, không tốt sao? Tiêu Nhã ngẩn người, như đang suy tư điều gì, một lúc sau mới cười nói: Hồng Tuyến tiểu thư, cô quả nhiên là người thông minh, tôi thích nói chuyện với những người thông minh. Hồng Tuyến cũng cười đáp lại: Đương nhiên, dù sao mạng vẫn tương đối quan trọng hơn mà. Thời điểm Thẩm Nhược đuổi tới Lịch Sơn, liền nhìn thấy xe của Hồng Tuyến, lòng anh trùng xuống, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Vì sao Hồng Tuyến lại biết địa phương này? Cô đã bị gì rồi? Những thứ kia không thể nào làm tổn thương cô, cho dù cô phát hiện gì đó, đã một ngày trôi qua, không có khả năng cô đi luôn không về. Nhất định cô đã xảy ra chuyện. Đóng sầm cửa xe, Thẩm Nhược nhìn thoáng qua ba người Tô Dã, trong mắt chứa đầy hoảng loạn. Thẩm Nhược, Hồng Tuyến có ở chỗ này hay không? Anh biết gì đó đúng không? Tô Dã đã khôi phục lại khả năng nói chuyện, lúc này bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Thẩm Nhược đi thẳng một đường lên đây không nao núng, nếu không phải bởi vì đã biết gì đó, tại sao lại không đến quảng trường Tân Thế Kỷ gần nhà? Tô Dã còn đang lưỡng lự thì nhìn thấy xe của Hồng Tuyến, cảm xúc chua xót vì bị lừa gạt men lên cùng với cơn phẫn nộ. Cậu to tiếng với Thẩm Nhược: Mọi người ở đây chờ đi, tôi sẽ cứu Hồng Tuyến ra. Thay vì giải thích cho Tô Dã, an nguy của cô càng khiến Thẩm Nhược sốt ruột hơn. Thế nên anh nói một câu xong liền nhấc chân chuẩn bị rời đi. Thẩm Nhược, anh giải thích rõ ràng cho tôi. Tô Dã tức giận gọi theo, bị Triển Vũ Hàn đứng đằng sau giữ tay lại. Trong lòng Triển Vũ Hàn tựa hồ đã rõ tình huống, anh nhìn Tô Dã nói: Tô Dã, Hồng Tuyến hiện tại quan trọng hơn. Nói xong, anh bước tới trước mặt Thẩm Nhược, thanh âm vững vàng: Thẩm Nhược, tôi từ nhỏ đã cùng Hồng Tuyến lớn lên, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, đừng trách tôi không khách khí. Thẩm Nhược gật đầu: Tôi biết, nếu cô ấy xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Dứt lời, anh đút tay vào áo khoác, rụt cổ một cái, mới vừa xoay người đã nhìn thấy phía xa xa có hai người đi tới. Còn không phải là Hồng Tuyến, vẻ mặt cực kỳ thảnh thơi đấy hay sao? Đi bên cạnh là Tiêu Nhã. Lòng Thẩm Nhược trầm xuống, bước nhanh tới, xác nhận Hồng Tuyến không hư hao một cọng tóc nào, mới kéo Tiêu Nhã sang một bên. Sắc mặt Tô Dã vô cùng khó coi, con người cậu vốn hơi ngờ nghịch, nhưng tình huống hiện tại cậu không thể nào không hiểu. Cậu thô bạo kéo tay Ariel ra, đi tới chỗ Hồng Tuyến. Hồng Tuyến, chị không sao chứ? Hồng Tuyến hơi lạnh, cô không đáp lời mà bước thẳng vào trong xe Triển Vũ Hàn. Chị, rốt cuộc là có chuyện gì? Tô Dã nhìn sang chỗ Thẩm Nhược đứng nói chuyện với Tiêu Nhã, hận không thể đập anh một trận cho ra trò. Hồng Tuyến, bọn em đều ở đây rồi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Hồng Tuyến đùa nghịch mấy sưởi trong xe, nhàn nhạt mở miệng: Không có gì, chỉ là chị nghe nói nhà thờ này rất linh, cho nên tới đây cầu nguyện một chút. Ai mà ngờ đêm qua mưa to, xe không chạy được, cho nên dừng chân tại đây luôn. Vừa lúc gặp được Tiêu Nhã cùng tới cầu nguyện, trò chuyện mới biết cô ấy là bạn của Thẩm Nhược. Cô nói dối không chớp mắt, còn im lặng tán dương cho mình trong lòng. Vậy điện thoại chị đâu? Vì sao định vị điện thoại lại hiển thị ở quảng trường Tân Thế Kỷ? Mắt Tô Dã đỏ hoe như muốn khóc. Hồng Tuyến cười với cậu: Vì chị làm mất rồi. Cô điên cuồng lau mồ hôi trong lòng. Tô Dã hôm nay sao lại khủng bố như vậy, còn điều tra định vị di động của cô. May mà Tiêu Nhã cẩn thận đem điện thoại cô chạy vòng vòng thành phố, nếu không bí mật nơi đây chỉ sợ Ariel cùng Tô Dã cũng phát hiện ra.
Vậy sau đó cũng phải gọi cho em chứ? Tôi sẽ vô cùng ủy khuất, mặt nhăn lại như bánh bao nhỏ. Hồng Tuyến đeo dây an toàn vào, lườm tôi dễ, rút từ trong xe chuyển Vũ Hàn ra một điếu thuốc lá. Thứ lỗi cho chị, bà đây không muốn ghi nhớ số của cậu. Tôi mệt quá, đưa tôi về đi Vũ Hàn. Tôi dễ, nhớ lái xe chị về đấy. Không cho tôi dễ cơ hội nói một lời nào, cô đóng cửa xe, lập lè giữa khói thuốc lá. Chuyển Vũ Hàn lớn lên cùng cô từ thổ lăn bùn lộ đất, cho nên biết rằng có một số việc cô không muốn nói ra. Cũng biết cô hiện tại không muốn nhìn thấy Thẩm Nhược cùng Tô Nhã. Thế nên anh lập tức lên xe đóng cửa. Dây an toàn còn chưa gài, liền giẫm phanh xe, đem Thanh Mai rời đi. Hồng Tuyến, chừng nào về thì ngủ một chút, không cần suy nghĩ nhiều. Cậu nói xem, rõ ràng là một nữ nhân phong tình vạn chủng, như thế nào lại biến mình trở thành oán phụ, cầu thần bái Phật. Đừng nói với tôi rằng cậu đã được tiếp thu nền giáo dục thế kỷ 21 tiên tiến, xấu hổ lắm. Chuyển Vũ Hàn cũng không quên châm chọc như mọi khi. Lo lái xe đi, bà đây không muốn bỏ mạng trên xe của cậu. Hôm nay cô không có tâm trạng đấu võ mồm với cậu ta. Nói xong câu đó, liền hung hăng rít nhả khói thuốc. Hút xong hai điếu, cô mới híp mắt. Vũ Hàn, cậu là người tôi tín nhiệm nhất trên đời. Trên người cậu có mấy vết sẹo tôi đều rõ mồn một. Ngừng ngừng, Chiến Vũ Hàn ngượng ngùng đỏ mặt. Một câu trước là đủ rồi, câu sau thôi bỏ đi. Bạn gái tôi mà nghe thấy, từ nay về sau, cậu sẽ không bao giờ biết trên người tôi có bao nhiêu cái sẹo nữa đâu. Hồng Tuyến liếc mắt nhìn anh, để ý cái gì? Hồi còn nhỏ, không phải tôi lột quần cậu suốt sao? Tôi còn không chê bẩn mắt, cậu thì để ý cái rắm gì? Triển Vũ Hàn buồn bực hừ hừ hai tiếng. Được rồi, anh cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi. Tiểu Thanh Mai tâm tình không tốt, không cần chấp nhất. Hồng Tuyến, kỳ thực có chuyện gì cậu cứ nói với tôi sẽ giữ bí mật. Nếu cậu và Thẩm Nhược không thể tiếp tục nữa, vậy kết thúc sớm một chút. Hồng Tuyến nhà ta mà sợ ế ư? Người theo đuổi cậu còn đang xếp hàng dài tới tận Pháp kia kìa. Hồng Tuyến nhìn thoáng qua người đang chăm chú lái xe, trong lòng men lên một tia cảm động. Cô từ nhỏ lớn lên cùng Triển Vũ Hàn, tuy nhìn qua có vẻ hai người bọn cô không ưa nhau lắm, nhưng sâu bên trong nội tâm thầm kín, mối quan hệ này còn hơn cả người thân. Chính mình bắt nạt khi dễ đối phương thế nào cũng được, nhưng người ngoài thì đừng hòng nhé. Cậu có nhớ tôi từng hỏi cậu một chuyện không? Hồng Tuyến mở cửa sổ xe, nhả khói. Tôi từng hỏi cậu, đại não sau khi chịu một tổn thương ngoại lực lớn, có thể phát sinh năng lực đặc thù hay không? Chiến Vũ Hàn không trả lời, ngón tay cầm vô lăng hơi căng cứng. Vũ Hàn, tôi đích xác gặp chút chuyện, nhưng chưa thể nói cho cậu được. Có lẽ lúc trước, công việc bận rộn đã quen, bây giờ nhàn nhã quá mức nên thấy hơi lạ. Hồng Tuyến đem những lời bên miệng nuốt vào, cô vẫn chưa thể tiết lộ cho Vũ Hàn được. Không biết vì sao, cô cảm thấy sự tình ngày càng nguy hiểm, bằng không Tiêu Nhã sẽ không uy hiếp như vậy. Vậy cậu mau đi làm thôi. Triển Vũ Hàn khoe trương ấn còi. Tài xế chạy trước bọn họ thò đầu ra mắng một câu to tiếng, khiến bọn họ sợ hãi thốt lên: đi nhanh. Nơi này Hồng Tuyến thông thả, khung cảnh bên trên núi Lịch Sơn lại không được như vậy. Thẩm Nhược nhìn Tiêu Nhã, biểu tình ổn định, không vui cũng không giận. Anh thấp giọng nói: Tiêu Nhã, tôi cảnh báo cô, đừng động tới cô ấy. Trong mắt Tiêu Nhã một mảnh thuần lương, cười rất vô tội. Động tới cô ấy? Thẩm Nhược, không phải anh đã thấy hay sao?
Cô ta có hư hao, tổn thất miếng thịt nào đâu. Nếu em động tay thật, anh nghĩ cô ta có mấy cái mạng để thoát khỏi chỗ này. Thẩm Nhược hơi ngừng lại, lửa giận bừng lên trong mắt. Tiêu Nhã, cô rốt cuộc muốn cái gì? Em không muốn anh lại dẫm vào con đường 5 năm trước. Tiêu Nhã đột nhiên kích động. Thẩm Nhược, bài học đó anh vẫn không nhớ rõ sao? Anh là ai chứ? Sao anh không hiểu? Trong nháy mắt, sắc mặt Thẩm Nhược trắng bệch, nhìn cô ta, ngực phập phồng, thật lâu vẫn chưa lên tiếng. Giây tiếp theo, một cú đấm thô bạo nện lên trên mặt Thẩm Nhược, anh bụp mặt ngã ra đất. Toàn thân Tô Dã phát ra lửa giận. Nhờ có Ariel liều mạng giữ lại, cậu mới không xông lên đá anh thêm mấy cái. Thẩm Nhược, chị tôi đã mang thai, anh có còn là đàn ông không hả? Tô Dã thở phì phò, trào phúng cười. Về sau anh cách chị ấy xa chút, đừng để tôi thấy anh lần nữa. Nói xong liền kiêu ngạo kéo Ariel rời đi. Chỉ còn Thẩm Nhược ngồi trên mặt đất mờ mịt trống rỗng. Môi Tiêu Nhã run bần bật, biểu tình không thể nào tin nổi. Mang thai? Thẩm Nhược, anh sao có thể làm chuyện đó? Thẩm Nhược điên cuồng nở nụ cười, từ trên mặt đất bò dậy, cơ hồ rống lên. Tôi còn có thể làm thế nào bây giờ? Tôi là con người, tôi không giống những cái xác vô hồn đó. Tôi muốn một cuộc sống bình thường, được tự do tự tại dưới ánh mặt trời. Tiêu Nhã, cô không cản được tôi đâu. Kể từ bây giờ, không một ai có thể cản được tôi nữa. Anh ném tay Tiêu Nhã ra, điên cuồng ra xe, đạp phanh rời đi. Lớp xe cũ ma sát với mặt đường, phát ra tiếng ken két, hòa lẫn trong tiếng kêu gào của Tiêu Nhã. Thẩm Nhược dừng xe trước nhà Hồng Tuyến. Anh đã đứng đây rất lâu. Chiếc bạn gái yêu thích của anh bị cảnh sát chặn đầu. Chờ đến khi cảnh sát trả xe lại, trời đã sẫm tối. Đèn nhà Hồng Tuyến bật sáng. Anh hít một hơi thật sâu, bước xuống xe. Gõ cửa một lúc lâu mới có người ra mở, nhưng không phải người mà Thẩm Nhược quen biết, là một phụ nữ trẻ tuổi xa lạ. Anh ngây người, lùi lại hai bước xem số nhà, sợ rằng mình đi nhầm. Xin chào, tôi tìm Mục Hồng Tuyến. Xác định đây đúng là cửa nhà cô. Trong lòng anh càng thêm bất an. Cô thật sự không muốn gặp anh. Honey, thanh âm ngấy ngầy của Triển Vũ Hàn vang lên. Thẩm Nhược còn chưa kịp định hình. Triển Vũ Hàn đã tươi cười bước tới, đặt tay lên cổ người phụ nữ. Thẩm Nhược nhướng mày hỏi, Hồng Tuyến đâu rồi? Triển Vũ Hàn nhún nhún vai, Hồng Tuyến ấy hả? Buổi chiều cậu ấy nói muốn đi chơi một chuyến, cho nên đã xuất phát. Bây giờ có lẽ đã yên vị trên máy bay rồi.